dive back in with that leg kick. Oh! Henry swinging, put in the water. That's it. Xin chào quý vị và bạn đã quay trở lại với Sở Thảo, và chúng ta sẽ đến với trận đấu tranh tài ở cân Bantamweight tại One Championship nội dung Muay Thái. Trận đấu siêu kinh điển giữa huyền thoại Muay Thái Năm Mò đối đầu với tướng quân đến từ Vương quốc Anh, Jonathan Hagari. Và bây giờ là phần giới thiệu của announcer Dom Long. Bây giờ là phần giới thiệu của Jonathan Hagari, người có biệt danh là Tướng Quân. Hagari đã thi đấu 18 trận để thua 4 trận, và đặc biệt trong đó anh đã có 13 chiến thắng bằng knockout. Hagari là một trong những võ sĩ châu Âu hiếm hoi thi đấu tốt tại các đấu trường Muay Thái tại One Championship. Gương mặt đầy tự tin của Jonathan Hagari, võ sĩ đến từ Vương quốc Anh, đang xếp hạng 5 để bước vào trận tranh đài giữa người đứng hạng nhất là huyền thoại Muay Thái Năm Mò, người đã thi đấu đến 285 trận để thua 54 trận. Gương mặt đầy tự tin, điềm tĩnh, không biến sắc của Năm Mò, võ sĩ đánh đến 285 trận, một con số vô cùng khủng khiếp. Và Năm Mò sẽ đối đầu với thử thách mang tên Jonathan Hagari trong trận tranh đài tại sự kiện One Final 9. Quý vị và các bạn thân mến, trận đấu giữa Năm Mò và Hagari được One Championship kết hợp cùng với Sở Thảo để đem lại cho quý vị và các bạn. Kính mong quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những trận đấu đỉnh cao của One Championship trên các kênh sóng của Sở Thảo. Và chúng ta sẽ bước vào hiệp 1 của trận tranh đài ở hạng quân Bantamweight nội dung Muay Thái giữa huyền thoại Muay Thái Năm Mò đối đầu với tướng quân đến từ Vương quốc Anh, Jonathan Hagari. Một bắt đầu. Vẫn là sự thăm dò trong lối chơi của cả hai võ sĩ. Chúng ta có thể thấy được sự cách biệt về thể chất giữa Jonathan Hagari và Năm Mò. Hagari cao hơn Năm Mò đến một cái đầu. Lợi thế sải tay sải chân sẽ là lợi thế lớn của Hagari trong trận đấu này. Đây cũng có thể là một, không phải là thử thách đối với huyền thoại Năm Mò, khi anh đã đánh đến 285 trận rồi. Hagari là một võ sĩ có những bước di chuyển rất tốt, đặc biệt là những tình huống di chuyển lùi đánh. Còn Năm Mò, võ sĩ thi đấu rình rập, anh bất ngờ tăng tốc và sẽ có cho mình những cú đấm rất nặng về phía đối phương sau mỗi đợt tăng tốc. Rồi là tình huống quét ngã thành công của Hagari đối với Năm Mò, rất điềm tĩnh. Vẫn là những tình huống lấy chân trước đạp để chặn lại đà tiến công của Năm Mò đến từ Hagari. Nhưng bây giờ những tình huống phang ống của Năm Mò đang tỏ ra hiệu quả hơn. Tình huống phang ống vào trụ của Hagari rất nặng để làm giảm đi sự di chuyển biến chuyển của võ sĩ đến từ Vương quốc Anh. Võ sĩ đang thi đấu rất sòng phẳng khi trận đấu được giao tranh giữa đài. Những tình huống tay rất chất lượng của Hagari. Rất bình tĩnh. Hagari đang lấy cự ly trước Năm Mò. Bây giờ là khoảng thời gian mà Năm Mò tăng tốc. Rất chất lượng về phía Hagari. Thì đang lấy cự ly lại trước Năm Mò. Bởi anh biết khi để cho Năm Mò áp sát thì sẽ bị phải tình huống nguy hiểm. Là những tình huống áp sát của Năm Mò. Một cú phăng ống hướng chính xác bằng tay sau của Hagari. Và Năm Mò đã phải ngồi xuống sàn. Nhưng chưa có một tiếng đếm nào từ phía trọng tài. Trọng tài đã không thấy tình huống loạng choạng của Năm Mò.
Tài chỉ yêu cầu nó lao găng và trận đấu tiếp tục. Và bây giờ là những giây phút rồi đấy của Hagari liên tục là những cú đấm chất lượng, và lần này thì nó sẽ phải đếm. Hagari đã sử dụng rất tốt sải tay dài của mình. Nó đã nhìn lại bạn huấn luyện và lấy nhịp để chống choang. Và bây giờ là những cú đấm chất lượng của Hagari tiếp tục dồn phía nó kết thúc bằng tay sau. Trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng tuyệt đối bằng knockout dành cho Hagari. Chiến thắng knockout thứ 14 của võ sĩ đến từ Vương quốc Anh. Niềm vui đang hiện rõ trên gương mặt của thành viên ban huấn luyện cũng như Jonathan Hagari, vô địch mới của hạng cân 57kg. Cầu từ đầy cảm xúc của ban huấn luyện đối với Hagari. Trận đấu rất bất ngờ, không ai nghĩ trận đấu sẽ kết thúc nhanh đến vậy. Và không ai nghĩ Hagari sẽ kết thúc nòng ngò một cách nhanh đến vậy. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi những trận đấu đỉnh cao của One Championship trên kênh sóng của Sao Thao. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu đỉnh cao tiếp theo cùng với Sao Thể Thao. This match was presented to you by Tumi. And now, ladies and gentlemen, to present the belt for this match, we have the managing director of One Thailand, Mr. Prem Fairtex. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Olivier Cost, has called a stop to this contest after 2 minutes and 40 seconds in the very first round for your winner by way of knockout! And new undisputed one bantamweight Muay Thai champion of the world, Jonathan Hagerty!